Dầu máy của xe thì nó vô cùng quan trọng Đôi khi các bạn bận công việc Các bạn ít để ý chú ý đến Các bạn ít đem xe của bạn đi bảo dưỡng Theo đúng định kỳ Rồi so là thay thế dầu máy mới cho xe của bạn được Vậy thì video ngắn của hôm nay Mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn Từ cách kiểm tra Đến cách thay thế dầu máy mới Trên cái dòng xe máy nối chung Và cái dòng xe của quay 110 Hôm nay mình làm video nối riêng tại nhà Để cho các bạn tham khảo Rồi so là áp dụng và như thường lệ các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy chân hợp của mình đăng video mới lên kênh. Và chân hợp cũng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Không phải để cho các bạn chờ lâu, bây giờ chân hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi video cách kiểm tra và thay thế rổ máy mới trên cái dòng xe 110 tại nhà. Xe của bạn đang sử dụng mà các bạn không nhớ được là các bạn thay thế dầu bao lâu rồi Các bạn muốn kiểm tra được cái dầu máy của bạn cần phải thay sang dầu mới chưa Thì bước đầu tiên các bạn sẽ dựng chân chống giữa xe của bạn lên Các bạn sẽ sử dụng kìm để các bạn mở thức thăm dầu xe của bạn ra này Khi các bạn đã mở thước thăm dầu trên xe ra thì các bạn sẽ lau sạch sẽ thước thăm dầu này. Các bạn cần phải chú ý và lưu ý nhé, trên thước thăm dầu thì nó sẽ có những vạch dấu như này. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách thăm dầu xem là dầu máy của các bạn còn đủ hay là đã thiếu. Thì cái vạch dưới này, khi mà các bạn đưa thước thăm dầu vào, các bạn không vặn nắp thì các bạn lấy thước ra thì nếu như mà dầu mà chạm ngưỡng vạch dấu này thì đồng nghĩa rằng là dầu máy của các bạn đang đủ chưa phải thay thế sang dầu máy mới các bạn nhé. Còn dầu mà dưới ngưỡng vạch dấu thì đồng nghĩa rằng là dầu máy của bạn đang bị thiếu. Các bạn cần phải thay thế sang dầu máy mới cho xe của bạn để đảm bảo an toàn cho động cơ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thực tế cho các bạn áp dụng nhé. Các bạn đưa thước vào này. Các bạn không vặn nắp nhé. Các bạn trả lấy thước ra và các bạn quan sát này. Nếu như các bạn quan sát mà dầu nó chạm ngưỡng vạch dấu như này. Đồng nghĩa rằng là dầu máy của các bạn đang đủ. Còn nếu như dầu mà dưới ngưỡng vạch dấu này thì dầu máy của các bạn đang thiếu thì các bạn cần phải đi kiểm tra và thay thế sang dầu máy mới cho xe của các bạn. Cách kiểm tra tiếp theo thì các bạn chú ý vạch dấu trên này này. Đây các bạn nhé, vạch dấu trên này này khi các bạn mà thăm dầu mà các bạn đưa thước thăm dầu vào này, các bạn sẽ vặn lại này. Sau đó thì các bạn sẽ rút thước ra. Và các bạn quan sát nếu như mà dầu nó chạm ngưỡng vạch dấu trên như này thì đồng nghĩa rằng là dầu máy của các bạn đang đủ. Còn nếu như dầu mà dưới ngưỡng vạch dấu này thì đồng nghĩa rằng là các bạn cần phải thay thế xăng dầu máy mới cho xe của bạn nhé. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách kiểm tra dầu máy xem là đến lúc phải thay chưa. Các bạn sẽ lau sạch thức thăm dầu và các bạn sẽ đưa thước vào này. Sau đó thì các bạn rút thước ra. Các bạn sẽ kiểm tra trực tiếp trên tay của bạn này. Nếu như mà dầu máy chín màu đen và đặc thì các bạn cần phải thay thế xăng dầu máy mới cho xe của các bạn nhé đây các bạn này theo yêu cầu thì hôm nay mình sẽ thay thế xăng dầu máy mới trên chiếc xe Q110 này thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn từ cách kiểm tra rồi là cách thay thế dầu máy mới cho xe của bạn tại nhà luôn khi các bạn thay thế dầu máy mới tại nhà thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một loại dầu máy mới này các bạn chú ý nhé trên bộ luôn thì nó sẽ ghi là dầu sử dụng cho xe số thì các bạn đang sử dụng xe số thì các bạn sẽ mua cho mình một loại dầu để sử dụng cho xe số viền để các bạn tiến hành các bạn thay thế sang dầu mới cho xe của bạn dầu máy thì tùy các bạn lựa chọn nhé miễn sao là phù hợp về giá cả và chất lượng là ok rồi anh em thợ thì sẽ sử dụng công và cái khẩu 17 để anh em thợ tháo mở ốc đáy dầu còn với các bạn mà thay thế dầu máy mới tại nhà thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái chồng 17 như này. Đây các bạn, đây là chồng 17 nhá. Các bạn sẽ sử dụng chồng 17 để các bạn tháo mở ốc đáy dầu trên xe của bạn ra. Với tất cả dòng xe Honda thì nó sẽ sử dụng khẩu khóa 17 để mở ốc đáy dầu. Bên dưới nó sẽ là ốc đáy dầu. Các bạn cần chú ý và lưu ý này. Đây các bạn, đây là con ốc đáy dầu trên tất cả dòng xe Honda và sẽ sử dụng cái khóa 17, khẩu 17 hay là chồng 17 để thao mở ốc đáy dầu này ra. Bây giờ thì mình sẽ thao tác mình xả dầu để cho các bạn tham khảo này. Các bạn sử dụng chồng 17 nhé. Các bạn sẽ đưa vào ốc đáy dầu này. Các bạn sẽ giữ mặt tay giữ trong, mặt tay các bạn sẽ vỗ nhẹ cái vào chồng này. Đấy, rất chi là đơn giản thôi. Cũng rất chi là thực tế để cho anh em và các bạn áp dụng. Các bạn tự thay thế dầu máy mới cho xe có bạn tay nhà, các bạn không có súng xì hơi. Thì các bạn chỉ mở ốc đáy dầu và chờ trong dăm 7 phút. Để dầu trong bộ máy chạy ra hết là ok. Sau đó thì các bạn sẽ lắp ốc đáy dầu và đổ dầu máy mới cho xe của bạn vào. Còn anh em thợ thì sẽ có súng chi hơi để làm việc cho nó nhanh, gọn và lẹ. Anh em và các bạn nhé. Quy trình để thay một loại dầu máy mới thì có dao động từ 1.500 cây đến 2.000 cây. Thì các bạn cần phải thay thế sang một loại dầu máy mới cho xe của bạn. Để động cơ của bạn hoạt động sử dụng được bền bỉ theo với thời gian. Khi mà dầu máy trong bọng máy đã chảy ra hết rồi cẩn thận hơn thì các bạn sẽ nghiêng xe này nghiêng xe để cho dầu nó chảy hết sạch ra nhá sau đó thì các bạn sẽ đóng ốc đáy dầu lại với ốc đáy dầu này thì trước khi lắp vào thì các bạn sẽ lựa nhẹ nhá để cho nó vào riêng khi nào mà nó nhẹ tay thì các bạn mới vặn vào tránh tình trạng là các bạn vặn nó lệch riêng nó sẽ bị cháy riêng, tung riêng thì cũng rất chi là phức tạp. Ốc đáy dầu thì khi các bạn vặn chặt thì chỉ chặt tới tay thôi nhá, tới tầm thôi này. Dầu máy thì tùy các bạn lựa chọn nhá. Vitra, Catron rồi là Honda. Miền sao phù hợp về giá cả và chất lượng cho các bạn là ok. Khi các bạn đã đóng xong ốc đáy dầu rồi thì các bạn sẽ thao tác là các bạn đổ dầu máy mới vào cho xe của các bạn này. Dầu máy thì nó rất chi là quan trọng, đôi khi các bạn không để ý đến. Mà các bạn ít đi kiểm tra và thay thế dầu máy mới thì dầu máy sẽ bị hao và hết độ nhờn thì động cơ làm việc sẽ có cái độ hao mòn. Thì sẽ sinh ra tình trạng là hư hỏng. Vậy nên những các cái video đơn giản hay cách làm thực tế như này thì mình cũng hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoàn thiện về cái cách sửa chỉ chữa xe máy hay có thể đã giúp cho các bạn à, tiết kiệm được phần nào đấy về chi phí. Khi các bạn thao tác là các bạn đã châm dầu máy mới cho xe của bạn xong rồi thì các bạn sẽ lắp cái thước thăm dầu này lại giúp mình này. Khi các bạn đã thao tác là các bạn châm dầu máy mới rồi là lắp thước thăm dầu xe của bạn xong rồi Trước khi mà nấu khởi động thì các bạn sẽ đạp cần khởi động bằng cách không bật khóa điện các bạn nhé Để cho dầu mỡ nó bơm đều lên trên hệ thống trong động cơ Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành các bạn bật khóa điện và các bạn sử dụng xe như bình thường Ok như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho các bạn từ cách kiểm tra và cách thay thế dầu máy mới trên cái dòng xe quay 110 của hôm nay mình làm video nói riêng tại nhà để cho các bạn có thể là tham khảo rồi là áp dụng thì các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho Nhâm và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chung thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Sơn Học xin chúc cho Nhâm và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.